thành phố xanh sạch đẹp với những con đường rộng rãi, nhiều tuyến phố rực bóng cây xanh. Trong sự tấp nập bộn bề của cuộc sống, liệu rồi khi đi trên những tuyến đường rộng rãi sạch sẽ ấy, không biết có bao nhiêu người nghĩ đến những người lao công đã góp phần làm nên những tuyến đường khu phố xanh sạch đẹp. Trong đêm đông giá rét hay mùa hè nóng nực, các chị vẫn cứ miệt mài quét dọn từng tuyến đường góc phố. Để rồi sáng mai ra, phố phường lại tinh tươm gọn gẽ. Khi trời đã bắt đầu sáng, công việc của chị Võ Thị Sơn Cường cũng đã xong. Chị Cường về nhà khi mọi người vẫn đang còn say trong giấc ngủ. Và công việc bên mái ấm gia đình của chị lại bắt đầu. Lo dọn dẹp trong nhà, bữa sáng cho gia đình. Khi quây quần bên chồng và các con trong bữa sáng đã giúp chị vơi bớt nỗi mệt nhọc của đêm qua. Trong căn nhà nhỏ chỉ 35 m² này, dù không rộng rãi nhưng luôn gọn gàng ngăn nắp và đầy ắp tiếng cười. Mái ấm gia đình chính là động lực để chị Cường yên tâm làm việc. Nói chung thì công việc cũng rất vất vả, nhưng mà được sự ủng hộ của gia đình cũng như chồng nên là cũng tạo điều kiện cho tôi được làm hết trách nhiệm của mình. Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Nhưng có một điều chắc chắn rằng không ai mơ ước sau này mình sẽ làm nghề lao công. Bởi trong sâu thẳm suy nghĩ của mỗi người đều cho đó là công việc vất vả, phải chịu nhiều thiệt thòi. Thế nhưng hàng ngày trên địa bàn Nghệ An vẫn có hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường vượt qua những thị phi đời thường để làm việc. Chính công việc thầm lặng của họ đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng thành phố Vinh ngày một văn minh hiện đại. Gió thì cũng mỗi đường thì cũng giá thì cũng hoàn cảnh công ty nghề nghiệp này thì tất nhiên là cũng quá là cũng vất vả cả. Thì vì thứ hai là nó kiểu cũng một gió phần kiểu mình kiểu là một nghề phục vụ đó, thì mình cũng làm mà nắng được có trách nhiệm của một người công nhân để làm cho mỗi chỗ sạch sạch đẹp thôi. Hồi lúc làm việc thì như chị làm mà thì lúc như chị làm thì họ nghỉ nữa, kể cả mình hơi lời họ nghỉ thì như chị cũng rất buồn, nhưng mà do đặc vụ công việc cho nên như chị cũng cố gắng hết sức mình để làm cho hoàn thành nhiệm vụ của nhân được đại giáo. Cách đây 3 năm, trong một đêm đang thu gom rác thì chị Nguyễn Thị Vân bị xe máy đâm vào làm vỡ bánh chè đầu gối chân trái. Sau nhiều tháng điều trị, đến đầu năm 2013, chị Vân mới đi làm trở lại. Sự yên bình trở lại chưa được bao lâu thì bất hạnh lại đến với chị vào tháng 3 năm 2013. Khi đang dọn vệ sinh trên vỉa hè trước cổng bến xe khách thì chị lại bị xe máy đâm làm gãy chân phải. Giờ đây, tuy vết thương đã được điều trị, chị đã đi làm trở lại, nhưng luôn trong tình trạng chân phải mang bó nẹp. Năm ngoái thì khi đang đi trên đường làm thì cũng bị tờ làm này cũng bị mặt lên hồng đấm vá. Thế cùng nữa, vì những lần đợt nữa là bị tê bánh tre của chân. Sau cùng bị đi viện thì nghỉ được nữa mà 3 tháng á. Sau lần thì đi làm được vài tháng thì cũng bị lên nữa. Lần nữa là như thế nào? Lần nữa thì khi nó chị đang kiểu đang củi bóc rác đến cái cây này,
quẹt bốc, khi quẹt thì không thấy, mà khi gửi bốc thì họ đi ngược kia, họ đấm vào và nó gầy từ chân. Những Tết hay ngày lễ, nhìn những gia đình ấm cúng quây quần bên nhau, nhiều lúc các chị cũng buồn, cũng thấy tội cho chồng, cho con, bởi không giao thừa nào các chị có mặt ở nhà. Năm nào công việc cũng như thế, nên bọn trẻ con ở nhà cũng quen cảnh đón Tết thiếu mẹ. Chịu vất vả, hy sinh, đó là suy nghĩ hằn sâu trong tâm khảm của các chị, với mơ ước sẽ có một ngày các con được học hành đến nơi đến chốn. Ngày công việc của chị em chúng tôi là đặc thù là làm buổi đêm, mà đặc biệt nhất là vào buổi tối, mà trong lúc gia đình sum họp vui vẻ lên bữa cơm thì mẹ là phải ra đi làm. Mà làm thì đặc biệt là làm công việc vào buổi đêm thì rất chí là, thứ nhất là vất vả, thứ hai nữa là rất chí là nguy hiểm. Thì có nhiều thanh niên rượu chè vô say sưa rồi là lạng lách, nên là tai nạn thường xuyên xảy ra. Các chị tâm sự, nghề quét rác là một nghề mệt nhọc, nhưng bù lại họ tìm thấy niềm vui khi mỗi buổi sáng lúc 6 giờ xong ca, nhìn con đường do mình đảm nhiệm sạch sẽ tinh tươm. Và cũng thật buồn khi bao công sức quét dọn suốt đêm qua mới buông chổi ra đã thấy rác trở lại. Bởi khi thức dậy, nhiều người vẫn thản nhiên vứt đủ mọi loại rác ra đường, mặc dù đã có quy định cấm xả rác ra đường vào ban ngày. Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, xã hội càng phát triển thì lượng rác thải ra cũng ngày càng nhiều. Nỗi vất vả của những người lao công vì thế càng tăng thêm, đặc biệt là vào những ngày lễ Tết. Chị Cường đã có trên 15 năm gắn bó với công nhân vệ sinh môi trường, thì cũng chừng ấy năm chị không có được những cái Tết trọn vẹn cùng gia đình. Bản thân chị chịu thiệt thòi đã đành, anh Trần Văn Phương, chồng chị và các con cũng phải chịu thiệt thòi. Là cán bộ sĩ quan trong quân đội, anh Phương chính là chỗ dựa vững chắc để chị Cường yên tâm tự tin làm việc. Nhiều hôm chị Cường ốm hay khi chuẩn bị sinh con, anh Phương đều đi làm thay giúp vợ. Từ khi yêu ấy, tôi đã đi làm, tôi đã chia sẻ đấy. Đến khi những cái lúc mà Tết này, những ngày lễ này, tôi phải đi lên chỗ vợ làm, là tôi để chia sẻ động viên. Thực ra anh nhiều khi mình xác định rồi, tôi cũng nói vừa bây giờ mình nghe rồi, mình cố gắng thôi. Còn bây giờ là về nhà gặp thứ cơm nước, rồi là con cái và tôi phải trách nhiệm để cho vợ nó yên tâm. Còn anh một giờ về thì để nó vừa ngủ ngại thì nó khỏe rồi. Hai vợ chồng như thế thì cũng biết, tôi là bộ đội thì anh biết rồi, trực cùng đi suốt. Mà quá đó là tôi nói vừa thôi chứ cố gắng quá, bây giờ mình thế thôi, mình biết là vất vả rồi, hôm nay kia rồi, nhưng mà tôi cứ cố gắng. Mỗi ngày trung bình thành phố Vinh thải ra môi trường khoảng 250 tấn rác thải. Thành phố sẽ như thế nào nếu như không có bàn tay quét dọn thu gom rác của các chị, của những công nhân vệ sinh môi trường? Làm việc vất vả quanh năm suốt tháng, không kể ngày nghỉ, nhưng nhiều gia đình công nhân vệ sinh môi trường vẫn không lo nổi cuộc sống hàng ngày. Hiện nay mức lương của công nhân người xấp xỉ là 4 triệu. Nếu 4 triệu đồng thế mà hai bố mẹ là công nhân thì nuôi một con nhỏ, thì theo tôi thì thời điểm hiện nay là không đủ, chưa nói đầu tư cho con phải học hành.
Vì như vậy cho nên có nhiều cặp vợ chồng đã làm trong cái công ty lâu nhưng mà vẫn cho đến nay vẫn thuê phòng trọ, chứ không có thì đất thì không có nhà. Thì đó là một cái thực tế đấy. Thứ ba nữa là dù ít dù ít thôi nhưng mà một bộ phận dân cư, thậm chí một bộ phận cán bộ công chức viên chức vẫn có cái kỳ thị, vẫn có cái suy nghĩ nhìn nhận về cái nghề môi trường, cái nghề dọn vệ sinh môi trường là vẫn không được đẹp lắm. Thì trong cái quá trình mà sinh hoạt hàng ngày thì họ là xả rác ra bất cứ lúc nào. Trong quy định là không cho xả rác ra buổi ngày, nhưng mà mới buổi sáng ra là đã xả rác ra. Ngày Tết hay ngày thường, họ luôn cần mẫn tới công việc thu gom rác thải, làm sạch mọi nẻo đường của thành phố Vinh. Họ là những người lấy đêm làm ngày, góp phần làm cho phố phường sạch đẹp. Trong tâm thức của các chị, của những công nhân vệ sinh môi trường, họ vẫn luôn mong mỏi sẽ nhận được sự chia sẻ nhiều hơn từ cộng đồng xã hội để cùng nhau góp sức xây dựng và bảo vệ môi trường thành phố Vinh ngày càng đẹp và văn minh hơn.